nó cát đó bạn. Từ xưa giờ anh đi thay cát nhiều rồi, mình chưa thấy cát cát màu vàng nó bao giờ luôn. Này có vẻ không tốt. Ủa giờ. Nó tràn nước kìa. Đó cũng nhắc chừng này. Nó 25 kg đủ rồi, hết rồi, chưa đủ rồi. iPhone 13 quay đẹp nhỉ. 9 với 4 cái quay nó phụng. Vô luôn. Rồi. Quá đẳng cấp. Nước chảy lên láng luôn. Hôm nay lương cao không anh? 15 triệu rồi. Cao rồi lắm. Giờ em ra trường chắc lương 5 triệu. Ở Sài Gòn này 15 triệu đủ ăn luôn. Mà cái trường điều cao lên. Mỗi bộ 15 triệu đó thì mình thôi. Mình đã đi với bộ 15 triệu người ta trả xuống. Mình điều cao mình. Nó đuổi mình ra luôn. Là người ta thấy là mình có năng lực dòng điều cao mà điều thấp đó là người ta nói hôm nay là kiểu mình. Đúng không? Không nên nói chửi với hẳn vô mình ảo tưởng rồi. Còn điêu cao quá, ta kêu mình ảo tưởng bị bệnh đó. Cũng giả đó, kiểu mấy người đã tôn mình với hai triệu, một triệu đó. Giờ muốn lương 12 triệu, điêu 20 triệu cho nó trả xuống. Rồi tắt em, bữa đi.